Sáng nay mùng 5 Tết, tại Sở Chỉ huy Diễn tập Khu vực Phòng thủ tỉnh, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Xuân Quý Mão năm 2023. Với phương châm trồng cây nào, sống tốt cây đó, các cơ quan đơn vị xác định địa điểm trồng cây, chọn loại cây phù hợp, chọn cây giống có chất lượng tốt, tranh thủ thời tiết thuận lợi ở từng đơn vị để tổ chức trồng cây, trồng rừng đạt kết quả tốt. Ngay sau lễ phát động, các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng loạt tổ chức trồng cây tại các cơ quan đơn vị mình. Dự kiến năm nay, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh sẽ trồng hơn 50.000 cây, trong đó có hơn 3.000 cây ăn quả các loại và hơn 47.000 cây lấy gỗ, cây bóng mát được trồng mới trong khuôn viên các đơn vị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.